là Dũng, một trong những trưởng ca vận hành tại nhà máy nhiệt điện Mông Thượng 2. Như các bạn đã biết, tại AIS vấn đề an toàn nên đặt lên hàng đầu. Sau đây tôi muốn chia sẻ một số tình huống khắc phục về các vấn đề an toàn trong quá trình làm việc hàng ngày của chúng tôi. Qua đó, mọi người có thể thấy được mỗi nhân viên AIS đều là những người rất chủ động trong vấn đề an toàn. Tôi là Thành, một công nhân của doanh nghiệp Tú Dương đang làm việc tại nhiệt điện Mông Dương 2. Sau một thời gian làm việc ở đây, tôi cảm thấy mình đang làm việc trong một môi trường an toàn, một điều kiện rất khác so với công ty hay doanh nghiệp khác tôi đã làm trong quá khứ. Tôi hy vọng mình sẽ được gắn bó lâu dài với nhiệt điện Mông Dương 2.